Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 Tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 21 thuyết trong khóa thiền 20 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Đây là bài pháp cuối cùng của khóa thiền của chúng ta. Hôm nay gọi là cái ngày cuối cùng hay là cái ngày mãn khóa thiền. Bài pháp ngày hôm nay đúng ra là chỉ xin nhắc lại những cái gì mà thiền sư khuyên lên hành giả trước khi đi về. Vì vậy thiền sư thường nói rằng là chúng ta phải nhớ một điều là khóa thiền có bắt đầu rồi có chấm dứt, nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta cũng chưa có chấm dứt, hãy tiếp tục tu tập nữa. Trong trường hợp của quý vị hành giả ở tại thiền Phủ Sơn này, đây là lần đầu tiên quý vị tới và đây là cái pháp lần đầu tiên quý vị tập cái phương pháp niệm tâm này, nếu mà quý vị thấy nó lợi lạc và nó có thể giúp cho quý vị ở trong cái cuộc sống hàng ngày thì phải tiếp tục tu. Còn mà quý vị nghĩ rằng là tu 20 ngày như vậy là đủ rồi hay tu 10 ngày như vậy là đủ rồi đi về thì quý vị quên, thì phiền não nó sẽ trở lại và nó quấy phá quý vị. Cái người mà không tu tập là thế nào để dễ vui là phiền não nó sẽ càng ngày nó càng mạnh, và nó bao nhiêu công phu tu tập của mình nó bị phiền não nó lấn át, nó lấy hết. Tại vì thiền sư nói rằng là đó, quý vị nhớ tu. Thật ra trong khóa nhập hạ vừa rồi năm 2017 có một vị hỏi là thiền sư khuyên chúng tôi tu vậy cho ông tu như thế nào. Ông nói tôi nghe thì vì cho mỗi lần mà ông đi tu á, tại vì ông thầy sư này ông hay nói là trong cái thời buổi mà lúc mà tôi mà còn nhỏ đó, còn trẻ đó, thì tôi tới thiền nguyện, tôi hành thiền, tôi xuất gia giao duyên để tu với hòa thượng thầy của tôi trong một thời gian 3 tháng, 6 tháng, có thể là nhiều hơn một năm nữa, và tôi đi về. Và mỗi lần mà tôi đi về như vậy thì thầy tôi thường khuyên tôi phải tu. Đây để đọc quý vị nghe cái phần tâm sự của ông nói chuyện về vấn đề đó. Mỗi lần tham dự một cái khóa thiền lâu kéo dài từ 6 tới 8 tháng, đôi khi một năm ở thiền viện, tức là cái chùa cũ hồi xưa đó, tôi trở về nhà như là một người tại gia cư sĩ. Đôi khi ông đạo thường thường được thiền sư tới rồi xin xuất gia giao duyên, những khóa tu giao duyên ở tại thiền viện Phước Sơn vậy, nơi đây có một tháng. Và còn ông thì cũng giao duyên theo cái khả năng của ông, và ông nói thường thường là lâu lắm, thường tôi đi 3 tháng là ít nhất 3 tháng 6 tháng, đôi khi cả năm. Và sau đó thì tôi trở về, tôi hoàn tục tôi trở về lại, tôi trở về nhà như là một người tại gia cư sĩ. Thì hòa thượng thầy của tôi, ngài Sư Minh, ngài vẫn khuyên tôi, và tôi nhớ là không lần nào mà ngài khuyên dặn về nhà nhớ phải tiếp tục tu tập nha con. Cái câu mà tôi nghe tôi nhớ hoài, hòa thượng thường nhắc hoài đó là nhớ về nhà phải tiếp tục tu tập nữa. Cho dù tôi có ở đó cả năm trời nữa, trước khi về hòa thượng cũng dặn câu có phiền chấm dứt, nhưng nhớ về nhà con phải tiếp tục tu tập nữa. Nhưng thưa quý vị, ra khỏi chùa độ 1-2 hôm là tôi quên tuốt, chứng nào tật đó, chẳng tiếp tục tu hành gì hết ở nhà như mà lời thiền sư vừa dạy. Nói tay này ra tay kia, ngài nói là chuyện của ngài, tôi làm chuyện của tôi. Tại ba bữa quên tuốt luôn, về chứng nào tật đó,
phá hư tật xấu nào có từ trước, bây giờ làm trở lại hết. Bao nhiêu công phu tu niệm vừa qua, tôi tuốt xuống sông, phiền não sống trở dậy, tôi trở lại những thói quen cũ. Hút sát hoặc giả cờ bạc, là vui chè, là một cái gì. Tôi không bỏ cái nào hết trơn, tiếng nào tập đó. Khi tôi bị trầm cảm lần cuối và rất là khá nặng, tôi có thể bị trầm cảm, có thể là 3 lần. Mà ông nhớ là cái lần cuối cùng mà khi mà bị trầm cảm là nó nặng nặng nhất, lâu nhất, gần thời gian cũng rất là khá lâu. Đó là lần cuối tôi trở về nhà sau khi đã vào chùa tu được 7 tháng. Tôi tới tôi tu được 7 tháng rồi tôi trở về. Lần đó tôi bị trầm cảm rất là nặng. Tuy nhiên lần này sau khi đã tu tập một thời gian, như thường lệ thì hòa thượng cũng dặn dò nhớ về ráng tu. Tôi cũng nghe lần này nhớ ra cái, nhưng mà lần này tâm bắt đầu có một chút đỉnh hiểu biết về hai cái chữ thế nào là dukkha. Bắt đầu tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái chữ dukkha. Dù sự hiểu biết này nó chưa có hùng mạnh, nhưng trở về đời sống cư sĩ như mọi người mà tâm không còn muốn hưởng thụ những thú vui vật chất như trước nữa, và có thêm một chút sợ hãi nữa. Tôi ngán, tôi sợ. Sợ gì thì để ông sẽ giải thích. Mỏng nói rằng là không còn đắm chìm trong cái sự mà hưởng thụ như hồi trước nữa. Hồi trước về thì là xì gái ma túy thì cứ xì gái ma túy, hoặc giả là rượu chè thì ông vẫn tiếp tục uống. Tu thì tu thôi, nhưng mà về thì làm theo cái ý của mình, làm theo cái sở thích của mình, làm theo cái thói hư tật xấu của mình. Trở về tôi không còn muốn làm gì nữa, làm bất cứ cái gì cũng thấy khổ, tâm thật cục rè, tâm thật sợ hãi. Thưa thiền sư, ngài nói khổ, hiểu khổ về phương diện nào? Hiểu thật sự là hiểu tri thức mà thôi. Tại vì đây là cái mà thiền sư thường nói. Thường là mình hiểu khổ. Mình hiểu về phương diện tri thức vậy thôi. Đức Phật dạy đời là khổ, thật ra mình cũng bất chấp mình nói theo đời là khổ. Sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Nhưng mà khi mà cái người mà hiểu thật sự mà khổ rồi đó, thế nào là cái chữ dukkha đó, thì cái vị này là bắt đầu có sự chuyển đổi à. Hiểu thật sự á, hiểu thật sự là không phải là mình chỉ nói khổ vậy thôi, mà cái khổ nó đến trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong sự xúc chạm, cái gì cũng khổ hết trơn. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, có sự tiếp xúc thế này là bắt đầu cái khổ nó tới. Như vậy là không phải đợi tới 60 tuổi, 70 tuổi già rồi mới khổ, đau rồi mới khổ, mà không. Cái khổ nó luôn luôn có mà. Thưa sư, thưa thầy, thầy hiểu, thầy nói là khổ, thầy hiểu về khổ, hiểu cái gì? Hiểu về phương diện tri thức hay hiểu thật sự? Trả lời, tôi có hiểu đó, nhưng ít thôi. Hiểu về mặt tri thức, chắc có lẽ là vậy. Có bấy nhiêu tri thức thôi. Vậy mà tôi sợ đó. Tôi không dám hưởng thụ như hồi trước nữa. Khi trở về nhà, tâm tôi có sự chuyển đổi. Tôi không còn muốn hưởng thụ những thú vui vật chất. Nhưng mặt khác, tôi cũng không duy trì tánh niệm cho liên tục. Vì nhà nó có sự chuyển đổi này. Tôi xong rồi bây giờ bắt đầu nó sợ này. Sợ không dám đụng vào những cái thói hư tật xấu nữa, những cái sự hưởng thụ vật chất nữa. Nhưng mà mặt khác thì ông nói rằng là cái tâm nó chưa thực sự, nó muốn tu cho liên tục. Trí tuệ có đó, nhưng tham cũng có mặt, cho nên hai cái pháp này nó đối đầu nhau. Tham thì muốn hưởng thụ, trí tuệ thì không cho phép, cho nên trầm cảm tới. Đó là lý do mà tôi bị trầm cảm. Người ta nói trầm cảm là mình thiếu tu, mà đây ông tu này, mới tu 7-8 tháng về này, mà bây giờ trầm cảm nó tới là bởi vì sao? Khi tu bắt đầu có sự hiểu biết, hiểu thế nào là khổ, hiểu không, chưa hiểu cho sâu sắc thôi, nhưng mà tâm tham nó vẫn thúc. Cái tâm trạng giống như là ví dụ như hồi trước giờ đó, mình sát sanh, là mình trộm cắp hay là mình làm cái gì đó, đụng vào cái năm giới mà Đức Phật cấm, uống rượu chẳng hạn. Rất là nhiều Phật tử tới gặp sư nói bây giờ đó ở Mỹ
tổ chức Noel tới Tây rồi vậy, nó mời mình uống một chút vậy đó. Thưa sư có phạm giới không? Biết phạm giới rồi phải không? Rồi, biết rõ ràng mà. À, mỗi lần đi tới chùa đều xin năm giới trơn. Nhưng mà bà hỏi mình, bây giờ đó nó tổ chức cái Tây Noel ở trong công sở nó, chẳng lẽ người ta uống hết mình cũng uống cũng kỳ. Thì đó, trí tuệ biết rằng cái này không đúng, nhưng mà tâm tham vì cái quyền lợi, vì cái sự mà công ăn việc làm, từ tâm tham làm lên nó xúi mình làm. Cả hai cái đối đầu nhau. Tham thì muốn hưởng thụ, trí tuệ thì không cho phép, cho nên trầm cảm tới. Rồi trầm cảm càng lúc càng mạnh, vì tôi không chịu tiếp tục duy trì chánh niệm cho liên tục. Tôi chỉ để đi thôi, tôi hiểu này. Hồi trước tôi về hoàn toàn không hiểu. Phá hư tật xấu tôi làm lại, làm thoải mái này, vui vẻ. Nhậu là vẫn nhậu như thường, này. Đi chơi vẫn đi chơi như thường, xì gai ma túy vẫn hút như thường. Nhưng bây giờ sợ này, ngán này. Nhưng mà sợ thì sợ thôi, nhưng mà không có tu cho tích cực, không duy trì chánh niệm cho liên tục. Lúc bây giờ tôi chưa biết trình bày câu chuyện thế nào với thầy của tôi. Trầm cảm mạnh đến cuối cùng tràn ngập tâm. Sau đó tôi quyết định phải trở lại tu tập. Sau khi trầm cảm đã kéo dài được 2 năm rồi, đợi cho khi mà trầm cảm nó ập tới, phiền não nó ập tới, khổ quá, không có hưởng thụ, mà lần này không có tu tập. Không tu tập thì phiền não nó quay trở lại. Và tôi cảm nghe trầm cảm không còn cách nào chịu đựng được hơn được nữa. Lúc bây giờ tâm tôi quá khổ, nên mỗi ngày thức dậy hỏi mình sinh ra đời để làm gì, tại sao mà khổ như thế này, mà không kiếm nào cái ra cái lối thoát. Vì quá khổ chịu đựng không nổi, tôi mới nhớ lại thời lời thầy của tôi dặn phải tiếp tục tu tập nữa đi. Trí tuệ bao nhiêu chưa có đủ đâu. Bây giờ tôi mới thật sự tu tập nghiêm túc, cố gắng duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Chánh niệm liên tục từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu không thì khổ quá, chịu đựng không nổi nữa. Cho đến bây giờ mà thiền sư này vẫn nói rằng là hồi xưa mà nếu mà tôi không khổ, chắc tôi không tu đâu. Vì tôi khổ quá thì chịu không nổi. Vì khổ quá chịu không nổi thì cách mà thoát như duy nhất là bây giờ hưởng thụ hưởng hết trơn rồi, không có được gì đâu. Không giải quyết gì hết trơn. Thì chỉ có một con đường thôi là phải tu tập, phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Chỉ có một cái cách đó thôi thì mới bớt khổ. Như vậy, thưa thiền sư, ngài cho chúng tôi biết gì chứ, thế nào là cái sự chuyển hóa tới với ngài? Nghĩa là bây giờ đó tu rồi đấy, rồi nó thay đổi như thế nào? Trả lời, bản chất của tôi là rất sân, sân rất dữ. Và khi nổi sân thì không còn lý gì tới ai cả. Nhưng sân bây giờ mỗi lúc mỗi bớt thì sợ hãi lại xuất hiện. Khi mà tôi bắt đầu tôi tu tập cho tích cực á, thì người ta hỏi khi ông tu vậy đó thì ông thay đổi như thế nào đó, tôi nghe thử. Thì lúc đó thiền sư nói rằng là đó, tôi là tính tôi rất là nổi sân. Thế khi mà tôi nổi sân rồi là tôi bất kể. Dù người đó là chị tôi, là em tôi, là anh tôi, là người nào trong gia đình đó, tôi cầm ghế, cầm bàn sẵn đâu đó là tôi phang những mặt tiền. Không ngán, không sợ ai hết trơn. Nhưng mà khi nổi sân lên thì không còn lý tới gì nữa. Nhưng sân bây giờ mỗi lúc mỗi bớt thì bên cạnh đó sự sợ hãi khởi sân. Sợ là sợ cái gì? Tại sao lại sợ? Thông thường, sư nói, thông thường những người ưa nổi sân là người lo sợ rất dữ. Đây là một cái điều chúng ta phải nhớ. Là mình thấy những cái người mà ưa nổi sân đó, khi mà nổi sân này ăn nói được làm dữ tận lắm. Không có ai thương người này hết trơn đó. Nhưng mà nhớ là họ sợ ghê lắm. Mình hù mình dọa cái họ sợ đó. Thì ông nói đây là cái tâm lý của những cái người mà ưa nổi sân. Ưa nổi sân thì thường ưa lo sợ và sợ rất dữ, sợ tất cả mọi thứ. Họ nổi sân vì không muốn ai thấy mình sợ, sân để che đậy tâm sợ hãi. Như vậy là mình thấy họ nổi sân như vậy, không phải là họ vì đây cái tánh tình họ chỉ muốn là ăn hiếp người ta, hay là chỉ muốn làm cho người ta sợ hãi, mà thật ra là họ đang che đậy cái sự sợ hãi của họ. Do đó khi sân của tôi bớt, sự sợ hãi phải sanh lên. Sợ hãi luôn luôn có đó và nằm sau tâm sân, nên sân hết thì sợ hãi phải loại ra.
Những cái người mà sợ hãi, người mà sân rất dữ là cái người đó tâm rất là sợ hãi. Bây giờ tâm sân nó bớt đi rồi thì sự sợ hãi nó bắt đầu nó loại ra. Hồi trước tôi sống mà bất cần tới ai cả, tôi không ngán ai hết. Tâm tôi rất mạnh vì quá nhiều phiền não. Mạnh không phải là vì có trí tuệ mà mạnh là vì phiền não quá. Chứ khi mà tôi nổi sân lên rồi là tôi bất chấp, tôi không kể cho ai hết. Tôi sẽ làm được tất cả mọi thứ. Để đó đi, đừng lát dân cũng được. Để đây. Khi mà nổi sân lên rồi thì tôi bất chấp, tôi không có sợ ai hết trơn. Tâm rất mạnh, mà cái tâm mạnh là khi mà nổi sân lên rồi là muốn làm gì làm, không còn ngán tới ai nữa. Mà cái này là ông nói rằng là tâm lúc bây giờ rất hùng mạnh bởi vì có tâm sân, cái sao nó đẩy. Chứ không phải hùng mạnh thì có trí tuệ. Tâm có hùng mạnh thì có trí tuệ khác, còn cái này là tâm giờ tâm sân. Bây giờ phiền não bớt nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh thì vì thiếu sự tu tập. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả phải nhớ tiếp tục tu, tiếp tục duy trì trách nhiệm khi bạn trở về lại chú xứ của bạn. Lúc bây giờ ông ấy, tôi gần là tôi sanh, bây giờ sanh hết. Tôi đâu có biết là cái sanh này là chỉ là cái sự cố gắng đè nén cái tâm sợ hãi của mình. Và khi mà sanh hết thì sợ hãi nó loại ra. Hồi trước tôi sống mà bất cần đời, tôi không sợ ai cả, tôi không ngán ai hết. Tâm tôi rất mạnh, mạnh này không phải là mạnh vì trí tuệ mà mạnh là vì phiền não. Bây giờ phiền não bớt nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh vì có tiếp tục tu tập đâu mà mạnh, vì thiếu sự tu tập. Đó là lý do tôi không thường khuyên hành giả phải tiếp tục tu, tiếp tục duy trì chánh niệm. Tu một thời gian phiền não giảm, nhưng hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm nữa mà đứng yên. Phiền não đứng yên, phiền não không đứng yên như vậy lâu đâu. Phiền não không đứng yên, phiền não đứng yên rồi phiền não thay vì đứng yên sẽ tiếp tục tăng trở lại, và lúc bây giờ nó tràn ngập tâm của hành giả rất là mạnh. Mình tu thì ông nói rằng duy trì chánh niệm thì có chánh niệm thì phiền não tạm thời nó đứng yên lại. Hồi mức độ nó cao như thế này, bây giờ nó đứng yên, nó không thêm nữa. Nhưng mà nếu mình không tiếp tục tu, hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm mà đứng đằng đó rồi, và nó đứng yên, điều đó có nghĩa là nó sẽ bùng lên trở lại đây. Và khi mà nó bùng lên trở lại thì rất là mạnh và nó tràn ngập tâm mình. Đây là hoàn cảnh rất khó khăn trong nội tâm của người tu, không dám hưởng thụ, nhưng bây giờ sợ là tại vì sao, sợ khổ, nhưng mà không tu thì cái trí tuệ nó không tăng thêm, mà trí tuệ không tăng thêm thì phiền não chỉ làm cho phiền não đứng đó thôi. Không tu phiền não nó sẽ đứng yên và nó sẽ mạnh lên trở lại. Lúc bây giờ thiền sư xoay qua và hỏi: Sư Trí Dũng, sư có nghe nói là các thiền sư cư sĩ bên Mỹ gặp khó khăn này không? Hỏi sư vậy. Mà sư thật ra là các vị mà ở bên Mỹ, mà các vị mà cư sĩ mà đi dạy thiền thì rồi sư ít có biết lắm, không có bao giờ tiếp xúc, không bao giờ biết tin tức gì về họ. Nhưng mà họ là đa phần là cư sĩ, họ đi dạy thiền. Thì những người này đó sẽ gặp những cái trường hợp như thế này. Rất đông trong số họ bị trầm cảm. Có nhiều hành giả Tây Phương, người Tây đó, tu tập lâu năm cũng bị trường hợp tương tự. Họ thiếu tu tập, thiếu trí tuệ không mạnh, cho nên phiền não tăng thêm. Phiền não và trí tuệ đỏ sức nhau. Và vì không tiếp tục tu tập, không tiếp tục duy trì chánh niệm thì phiền não nó sẽ lúc nó càng mạnh, mà trí tuệ mình không tăng thêm, lẽ là phiền não nó sẽ tràn ngập mình, và phiền não nó cuối cùng nó lấn lướt. Thưa thần sư, theo chỗ con hiểu là những người này tu lâu năm phiền não có giảm bớt đấy, nhưng rồi họ không tiếp tục tu, lúc trở về đời sống thường ngày chỉ biết hưởng thụ đời sống vật chất nên trí tuệ không tăng thêm và phiền não mạnh trở lại. Nói vậy có đúng không? Đúng rồi, rất nhiều hành giả trước đây, tức là người Tây đó quý vị, họ tới tu tập trong các thiền viện lớn ở bên Myanmar, như từng thiền viện Mahasi, thiền viện Panditarama. Họ không những tu tập, họ tu rất nghiêm túc, họ xuất gia. Họ tới những cái thiền viện đó là họ
tình nguyện họ có họ xuất gia, họ làm tăng, họ làm ni, rồi họ tu tập rất nghiêm túc trong vòng thời gian cũng tương đối khá lâu, 2-3 năm hay nhiều hơn nữa. Tuy nhiên khi trở lại đời sống bình thường ở ngoài thiền viện, tức là trở lại Mỹ, trở lại Âu Châu, trở lại Úc, là bất cứ ở đâu, tuy nhiên khi trở lại đời sống bình thường ngoài thiền viện, họ không tu, từ từ phiền não quay lại mạnh hơn và tràn ngập tâm những vị này. Vì phiền não bây giờ mạnh hơn trí tuệ, cho nên bắt đầu họ bị trầm cảm, họ không còn thích thú trong thiền tập nữa. Họ cũng có tu nhưng chỉ tu chút đỉnh, tu cho lấy lệ, cũng thiền nhưng không nghiêm túc nữa, không thể ngừng không tu bởi vì họ đã có thói quen rồi. Cái người này đó, họ đi về nói rằng là họ bỏ hoặc tu hoàn toàn không đúng, họ cũng tu vậy mà họ tu lai lai thôi, họ bỏ không được bởi vì họ vô trong đó một thời gian lâu, họ có cái thói quen rồi, họ cũng khó muốn tiếp tục tu tập. Nhưng mà thiền sư nói họ tu tập không có nghiêm túc, họ cái sự tu tập của họ cũng giúp cho trí tuệ khởi sanh. Thưa thiền sư, vị tốt nhất là đừng tu cho có trí tuệ. Có trí tuệ xung đột với phiền não đưa đến trầm cảm, cứ để yên cho phiền não ngự trị hết lớp này tới lớp kia là yên, phải có sao đâu. Vậy thì bây giờ mình về mình đứng tu, phá hư tật xấu cái gì mình làm trở lại, không thèm duy trì chánh niệm, không làm gì hết trơn á, thì về trở lại thì nó yên ắng này. Mấy năm ông về trở lại đâu có sao đâu, ông cũng trở lại cái con đường cũ của ông mà không có sao hết, ông vẫn hưởng thụ chuyện có thế gian, phiền não vẫn để yên trong mà. Có trí tuệ làm chi, tu làm chi cho có trí tuệ, để trí tuệ xung đột với phiền não rồi đưa đến trầm cảm, cứ để yên cho phiền não ngự trị hết lớp này tới lớp kia là yên. Trả lời: vâng, tâm bây giờ tha hồ hưởng thụ đó, khi mình buông tay thì tâm mình nó trở lại cái đường cũ, là mình tha hồ, mình hưởng thụ. Do đó bạn muốn tu thiền chánh niệm thì đừng ngưng mà phải tiếp tục tu tập nữa, còn không thì sẽ đi vô cái tình trạng trầm cảm đó. Vậy thì khi mà vô đây này, bạn nhớ đừng có tu cho tích cực, tu chỉ tích cực cho có trí tuệ, để rồi khi bạn trở về ngoài đó bạn không tu, trí tuệ của bạn nó giảm, phiền não nó trở lại. Nhưng mà đâu bạn phải là cái người không biết gì à? Bạn biết đấy chứ, cũng như hồi nãy tôi nói mình biết năm giới à, thả vô là thế nào cũng đi xuống ác đạo à, biết như vậy. Nhưng mà tâm tham nó rất là mạnh, nó xúi mình cứ uống đại đi, cứ ăn đại đi, cứ làm đại đi, không sao cả. Có người ta để đồ đó mình, nếu mà ví dụ mình vô làm trong mấy công ty rồi vậy đó, đồ đạc của người ta đó, mà chỉ sư bà nói nó dục à, nó đâu phải dục, nó đâu phải phế thải đâu, nó còn để đó tặng là nó bán phế thải mà. Mình không, mình thấy không ai kiểm soát cái này là mình lấy bỏ vào bao vào bị đem về. Rồi sao nó chỉ lấy làm chi vậy, sư nhắc bà chị nó giàu quá mà nói, mình lấy nó cái đồng hồ, mình lấy nó cái viết, rồi mình lấy nó một cái này cái kia chút rồi không nghèo đâu. Vậy mà từ nhỏ tới lớn là được cha mẹ dạy dỗ là trong năm giới nhớ phải giữ, nhưng mà bây giờ tâm tham nó mạnh quá, tâm tham nó xúi mình làm. Do đó bạn muốn tu thiền chánh niệm thì nhớ đừng ngưng mà phải tiếp tục tu tập nữa, còn không sẽ rất nguy hiểm. Mới đầu thì hăng hái lắm, tu 2 năm 3 năm tu liên tục, có được chút trí tuệ phiền não bớt rồi, nhưng không tu trí tuệ không thêm, phiền não mạnh trở lại, thế là phiền não và trí tuệ xung đột làm cho tâm ở ngay chính giữa rất là đau khổ. Chẳng thà mình đừng biết gì hết, mình không biết là năm giới là cấm, không cho, đừng làm cái đó, làm cái đó là mình sẽ chết đi, mình tái sanh vào ác đạo. Ngũ giới bất tỳ là nhân thiên lộ triệt, nhân thiên cái đường đi vô tái sanh khỏi trời của người là coi như chấm dứt, chỉ có ác đạo mà thôi. Nhưng mà lòng tham nó đứng bên cạnh, nó xúi thúc, xúc mà thúi à, nó xúi nó thúc mình à, thế là mình làm theo nó. Như vậy thì bên ngoài làm chứ bên trong nó biết là sai nè, cái khổ là khổ vậy đó, phải chứ đừng có biết sai. Không biết sai thì cứ nắm bắt làm, điếc không sợ súng mà, và điếc không sợ súng là khỏe nhất à, có vậy không? Bây giờ biết làm chi để cho nó sợ, nó xung đột. Đó là cái cách, cái câu người ta đặt câu hỏi ra.
Thưa sư, như theo con nghĩ đây, một vị hành giả nghe rồi nói tiếp, con nghĩ sự hiểu biết, theo như con nghĩ vì có sự hiểu biết cho nên mới đưa đến trầm cảm, tức là tại vì có trí tuệ mới đưa đến trầm cảm, do mình từng tu có sự hiểu biết nên mới xung đột với phiền não, không tu hoàn toàn thì không xung đột vì đâu có trí tuệ, phải vậy không? Như vậy là tốt nhất là đừng đi tu, đừng đi những khóa tu tích cực, đừng đi Miến Điện, đừng đi Thái Lan, đừng đi Tích Lan, đừng tu cho thiệt tích cực. Để hết mà tu tích cực là thế nào cũng có trí tuệ. Thế mình biết mà mình tu tập, mình hết lòng mình tu thì thế nào mình cũng có cái sự hiểu biết nào đó, ít thì nhiều, ít ra là văn tuệ. Mình cứ mỗi lần mình ngồi thiền là mình nhắc nhở mà. Thì các vị này nói vậy thì thôi, đừng tu. Ngu ngu vậy mà yên, điếc vậy mà không sợ súng, tai thỏ làm chi để mà sợ. Đúng thế, niệm định tuệ phải luôn luôn được mạnh hơn phiền não thì mới được. Phiền não có xuất hiện chăng nữa cũng không thể nào tràn ngập tâm hành giả, vì niệm tuệ đứng yên, đứng trên sự quan sát và canh chừng. Định vị tuệ yếu, phiền não sẽ mạnh gấp bội và rất hung hăng. Khi niệm định tuệ mạnh, phiền não tạm thời rút lui, đợi khi các thiện pháp này yếu, nó sẽ nhào ra trở lại, và lúc bấy giờ nó sẽ rất là hung hổ. Thầy sư nói vậy. Khi mình chưa tu á, tâm mình nó phiền não rất là nhiều. Mình tu phiền não nó giữ xuống, nó đứng đó chờ. Khi mình ngưng mình tu nữa, về trở lại thế gian, lo cơm có áo, lo gạo, lo tiền, lo làm chuyện này chuyện kia, lo hưởng thụ, thế là phiền não bắt đầu nó đứng yên một thời gian, rồi bây giờ nó bắt đầu nó tăng lên trở lại. Và ông nói là khi mà nó tăng lên trở lại thì nó rất hùng mạnh. Khi niệm định tuệ mạnh, phiền não tạm thời rút lui, đợi khi các thiện pháp này yếu, nó sẽ nhào tới, và lúc bây giờ nó rất là hung hăng. Khi niệm và tuệ mạnh thì mới xử lý được phiền não. Nói cách khác, niệm và tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới thắng được nó. Bây giờ tâm bạn sẽ yên ổn, mọi sự đều tốt đẹp. Còn nếu niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ lấn lướt, chúng quay trở lại hùng mạnh gấp đôi, gấp ba. Và đó là lý do tại sao mà tôi bị trầm cảm. Phải chi mà tôi không tu, tôi không có trí tuệ, yên rồi. Mỗi lần tôi đi về tôi cứ bị hưởng thụ, tôi làm theo thói hư tật xấu của tôi. Lần này tôi tu một thời gian quá lâu, trí tuệ nó khởi sanh rồi, bây giờ trí tuệ nó phiền não nó đối đầu với nhau, làm cho tôi trầm cảm, không biết phải xử lý như thế nào. Thưa sư, thưa thiền sư, sau đó ngài quyết định thế nào, tiếp tục tu tập cho nghiêm túc phải không? Phải rồi, là bởi vì khổ quá chịu hết nổi, tôi bắt đầu thực tập nghiêm túc, không còn dễ vui như trước. Hồi trước có tu đó nhưng trí tuệ rất ít, định tâm nhiều hơn nên không xử lý được phiền não. Bây giờ tu nghiêm túc hơn, chánh niệm liên tục nhiều trong đời sống hàng ngày, nhất là quan sát tâm của tôi không ngừng. Nhờ đó bắt đầu tôi hiểu tâm rõ hơn. Khi hiểu tâm rõ hơn, trí tuệ mạnh hơn, thì bây giờ tôi mới xử lý được phiền não. Tâm hiểu rõ bản chất của phiền não, tức là tâm trí tuệ, mới dẹp được phiền não. Đừng có bắt đầu sự thực tập tứ niệm xứ bằng cách tu chút chút rồi bỏ. Hãy tiếp tục tu trong khả năng của bạn, đừng ngưng lại. Tu một chút rồi ngưng, tức là chập dẫn phiền não. Nó mà đã nổi sân rồi thì nó sẽ tấn công mình, không thương tiếc đấy. Thưa thiền sư, khi tu tập tích cực, giữ chánh niệm liên tục, quan sát tâm hoài, thì cuộc sống của thiệt của ngài như thế nào, trở nên an ổn chăng? Khi mà tôi thấy khổ quá rồi, chịu hết nổi rồi, tôi phải tiếp tục tu lại cho nghiêm túc vậy. Để tôi mong rằng trí tuệ nó sẽ quay trở lại và nó sẽ giúp đỡ tôi mà xử lý phiền não. Thì câu người ta hỏi là khi tu tập tích cực trở lại, giữ chánh niệm cho liên tục, quan sát tâm hoài, thì cuộc sống của ngài như thế nào, an ổn hơn không? Vâng, mọi sự trở nên tốt đẹp, không thấy đâu là vấn đề nữa. Thế thì tại sao ông đi xuất gia? Cuộc sống bây giờ yên rồi mà, an ổn rồi mà, mọi sự tốt đẹp hết trơn rồi, nhờ duy trì chánh niệm liên tục, nhờ quan sát tâm hoài, nhờ quan sát tâm, nhờ hiểu tâm, có chánh niệm, có trí tuệ, do đó là yên. Vậy thì ông đi xuất gia làm chi? Người ta đi tu là tại vì người ta không thấy cái hướng ra của cuộc sống, ta nghĩ rằng trong cái đời tu này có thể giúp cho người ta tốt hơn. Còn ông ở đây mà đời cư sĩ, tại gia cư sĩ thì ông tốt đẹp hết trơn rồi, tại sao ông đi tu làm chi nữa? Trả lời lúc bây giờ đức tin sanh lên,
dù cuộc sống đã yên ổn, không phiền não, không đau khổ như trước, nhưng tôi muốn hiểu mọi người xung quanh. Và đó là lý do tại sao mà tôi muốn trở thành một vị sư. Lúc bây giờ đức tin sanh lên, dù cuộc sống đã yên ổn, không phiền não, không đau khổ, nhưng tôi muốn hiểu mọi người xung quanh. Trong cái thời gian tu tập đó, tôi chỉ biết tôi, tôi không biết những người xung quanh, tôi không lý ra ai hết, tôi chỉ biết lo tu của tôi, ngay cả vợ tôi cũng không để ý nữa. Chứ đến nỗi mà bà xã tôi và lại chùa đi với mấy người anh của tôi lại chùa hỏi ngài hòa thượng nói, cái giờ cái thằng đó bây giờ nó khùng, nó ăn rồi nó chỉ nói chuyện tu không, nó chỉ giữ trách nhiệm không à, nó có biết cái gì hết trơn nữa. Tụi con cũng hiểu tại sao mà nó lấy vợ làm chi nữa, bây giờ nó cũng phải, không phải bỏ bê vợ nó, nhưng mà nó chỉ sống theo cái bổn phận của người chồng mà thôi. Trong yêu thương vợ theo giữ một cái người yêu thương bình thường khác. Đó, quý vị có lần nghe ông kể là khi mà ông có đứa con đó, cái người trong gia đình tôi là người Tàu á, mà có đứa con, mà nhất là đứa con trai đầu, là sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà ông nói lúc mà tôi lấy vợ là tôi đã tu tập rồi, tu tập đến một cái mức độ cũng tương đối giỏi rồi. Và khi mà tôi lập gia đình thì tôi cũng tiếp tục tu tập nữa, tôi không có bỏ, không bỏ sự tu tập của tôi. Thì lúc mà bà xã tôi mà có bầu á, thì tôi làm hết cái bổn phận của một người chồng và tôi lo lắng cho bà. Nhưng mà cái tình cảm của tôi đối với bà thì nó không còn như hồi xưa nữa, nghĩa là cái sự yêu thương nhau á không còn mặn mà như hồi xưa nữa đâu, nghĩa là chỉ làm cái bổn phận thôi. Tại vì sao như vậy? Là tại vì tôi thấy rất rõ rằng cái chuyện mà tôi lấy vợ lấy chồng như thế này là sai lầm này. Là tại vì tôi cũng hiểu cái đời sống gia đình nó phức tạp với ngang nào. Tôi cứ nghĩ rằng là ôi thì mình có tu thì đời sống gia đình với không gia đình chắc là giống nhau. Không, không phải. Bà xã tôi á là ăn rồi là chỉ lo chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện cơm, chuyện áo, chuyện gạo, chuyện tiền, lo làm sao mà cái tháng này nó vô được bao nhiêu đó. Còn tôi thì không, tâm tôi cũng suy nghĩ cái chuyện đó. Thành ra ăn cùng bàn, nằm cùng giường, nhưng mà hai người hai tâm tư khác nhau. Chỉ khi mà bà mang thai em bé, con trai của tôi cũng lo lắng như vậy. Lúc mà khi mà bà mà mang bầu mà chuyển bụng để đi sinh thì tôi cũng đưa đi nhà thương. Đó thì bà nằm trong kia, bác sĩ báo cho biết là sinh khó, phải mổ. Vậy là tôi đi ngoài này, đi tới đi lui cho hành thiện. Trong đó có câu chuyện gì xảy ra, trong tôi nó yên ổn sao hết. Chừng nào bà sinh tính sao? Tôi dặn cô y tá chừng nào bà sinh xong báo cho tôi biết. Khi mà bà xã của thiền sư này sinh xong á, thì người ta tắm, nó bồng thằng bé, đưa ra nói đây này, ông vui vẻ đi này, con ông là con trai này, vợ ông mới sanh, ông bồng nó đi. Thì bà mụ đưa thằng bé thì ông cũng bồng vậy. Nhưng mà quý vị biết trong tâm tư ông nói sao không? Cái này đâu phải con mình, nó phải con mình, nó chỉ là một chúng sanh, nó tới đây theo nhân duyên nghiệp lực của nó, rồi nó cũng sẽ đi theo nhân duyên nghiệp lực của nó thôi. Nói là con là nói vậy thôi, nói theo kiểu thế gian, chứ nó phải đâu phải con mình. Cha mẹ của nó là nghiệp lực của nó, nghiệp lực của nó đưa đẩy đến tới gần mình. Tại vì nó đã làm nhiều chuyện phúc đức rồi, thì nó sinh vào cái gia đình này giàu có tiền có bạc, cha mẹ cũng là người hiền lương nữa, thì do phước đức nó đã làm trong quá khứ, cho nhân tốt nó tạo trong quá khứ, bây giờ nó đưa nó này. Đây là một chúng sanh không biết từ cái quái nào đó, nó sinh ra và làm con của trong gia đình mình. Tâm tôi hoàn toàn không hoan hỷ, không sung sướng, không kêu bằng là sảng khoái như một cái người cha mà có một đứa con, cái sung sướng vô cùng, phải không? Ôm mà hung mà hít mà chụp hình chụp bấm là thấy bây giờ mấy đứa cháu sẽ như vậy. Trời ơi, nó có làm có đứa con là cái nó chỉ biết đứa con thôi, nó quên hết cái thế giới xung quanh.
ăn uống y, ăn uống ngủ nghỉ tiêu tiểu là không có cái chỗ nào mà thiếu bực bất hình hết trơn, chụp hình hết trơn, thương quá chịu nổi. Con nói không, tôi không vậy, tôi không có một cái loại tình cảm như thế này đối với con của tôi. Đó thì có nhiều người khi người ta nghe những bài pháp đó, người ta trách con ghê lắm. Ông đâu có nói gì được, dù sao cũng có ông mới có đứa con này, trong này có phần trách nhiệm của ông á, ông cũng phải lo cho nó chứ, sao ông nói cái kiểu mà không phải là con của tôi. Nhưng mà ông nói không, người ta hiểu lầm tôi. Tôi nó không phải con tôi về phương diện tình cảm mà thôi, tôi không có quý nó, tôi không có chiều chuộng nó, tôi cũng thương yêu quá sức như một người cha mà có một đứa con, mà đứa con trai mà có đứa con đầu lòng nữa. Nhưng mà tôi sẽ làm hết bổn phận của tôi là một người cha để tôi lo cho nó. Tôi không lo đâu, tôi lo chứ, mà tôi lo với tư cách của một người cha, tôi không dính mắc vào nó. Thì xin lỗi mà ông không nói ra, nhưng mà suy nghe cái kiểu ông nói là vừa thằng bé mà nó có lỡ chuyện gì mà nó chết thì thực sự cũng tỉnh bơ. Quý vị theo quý vị có tưởng tượng là quý vị sinh ra được một đứa con, quý vị mừng biết là bao nhiêu ha. Để nó nhỏ bụng nằm ấy, ôm ấp nó, hung hít nó, thương quá là thương, tất cả đều dành cho đứa bé hết. Thì cuộc sống của cha mẹ lúc bây giờ là cũng phải dẹp qua một bên, ưu tiên một là phải đi cho đứa bé. Bảo nói không, tâm của tôi nó không suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi người ta đặt cái câu hỏi, ông đã như vậy thì tại sao ông đi xuất gia chi? Mọi sự tốt đẹp hết trơn mà, tại sao đi xuất gia? Lúc bây giờ tôi có đức tin rất là mạnh và tôi muốn hiểu những người xung quanh. Thế khi mà tôi tu á, tích cực á, tôi sống, tôi cần không có để ý tới ai hết trơn. Ngay cả bà xã tôi cũng vậy nè. Con tôi cũng tình cảm tôi cũng rất lạc lẽo. Đứng về phương diện mà đời mà nói á, lo cho nó thôi, chứ còn hễ mà thương yêu chiều chuộng á, không có. Vì đó là lý do tôi muốn trở thành mục sư. Tôi chỉ muốn suy nghĩ về Phật Pháp, nói chuyện Phật Pháp hay làm bất kỳ những gì liên quan tới thiền tập. Tôi không còn thích thú vào đời sống của một người tại gia cư sĩ nữa, cơm áo gạo tiền. Tâm rất thích, muốn hiểu rõ con người hơn, và đó là động cơ thúc đẩy tôi xuất gia. Sau một thời gian tu tập, tôi chỉ biết thôi. Bây giờ có một cái động cơ thứ hai nó thúc đẩy tôi, đó là hiểu những người xung quanh của mình. Và tôi bây giờ tôi thấy rằng tôi không còn thích thú với cái đời sống tại gia cư sĩ nữa. Mọi sự yên ổn tốt đẹp không có nghĩa là bạn thích thú trong đó. Mọi sự yên ổn tốt đẹp là tốt đẹp thôi. Nhưng mà mình có muốn tiếp tục tu không, cái đó là cái chuyện khác nữa. Tiếp tục sống như cái cuộc sống đó không, không có, không chỉ chắc cả. Thì ông nói rằng bây giờ tâm của tôi chỉ thích thú, tâm thích hiểu rõ, tâm chỉ muốn suy nghĩ về Phật Pháp. Người ngoài thế gian thì đâu có thời giờ ngồi đó mà nghĩ suy nghĩ Phật Pháp, nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền chứ. Nó làm đó ăn chứ nghĩ ngồi đó mà nghĩ Phật Pháp hay sao? Nói chuyện Phật Pháp, nói với ai đây? Bà xã mình bà đâu muốn nghe. Rồi làm bất kỳ những gì liên quan tới thiền tập. Hoặc giả chính tôi thiền, hoặc giả là tôi giúp người khác thiền. Cái đó là cái điều mà tôi thích thú, tôi rất thích làm. Tôi không còn thích thú vào đời sống của một người tại gia cư sĩ, cơm áo gạo tiền. Tâm rất thích muốn hiểu rõ con người hơn, và đó là động cơ thúc đẩy tôi xuất gia. Thưa thiền sư, thầy có nghĩ là đời sống xuất gia giúp thầy làm được điều đó không? Vâng, tôi thích thú làm điều này, chuyện khác không thích nữa. Tuy nhiên lúc đầu mới vào chùa làm sư, tôi thấy chán quá vì đời sống của trong chùa sao mà dễ dàng quá. Người ta nói rồi khi ông vô tu á, rồi sao? Ông muốn hiểu con người mà. Ông thích thú vào cái chuyện mà bằng Phật Pháp hành thiền hay là nói gì tất cả về thiền. Vậy thì cái niềm mà ước ao đó nó có được bù lấp khi ông vô trong chùa không? Ông xuất gia làm một vị sư không? Tuy nhiên lúc mới vô chùa làm sư, tôi thấy chán quá vì đời sống tu chùa sắp dễ dàng quá. Ngoài đời đâu có như thế, đấu tranh cật lực chứ đâu có nhàn nhã ăn không ngồi rồi chẳng có chi làm như đời sống của một người tu. Cái gì cũng được Phật tử dân cúng đầy đủ, đâu có giành giật như ở ngoài đời. Ông vô ngạc nhiên mà ông thiền sư này đâu phải là cái người đầu tiên của chùa, ông vô từ nhỏ tới lớn mà. Đó là cái lý do tại sao mà ông khuyên mình đừng có đi tu là vậy đó.
bạn đừng có muốn đi xuất gia, mà bạn phải tìm hiểu coi thử là cuộc sống của người tu như thế nào. Vô ở trong chùa 7-8 tháng, đôi khi cả năm nữa, mà cuối cùng không hiểu cái đời sống xuất gia như thế nào trơn. Tự nhiên khi mà vô mặc cái y lên rồi, thấy cái cuộc sống ở trong chùa sao mà đơn điệu quá, dễ dàng quá, không có cái gì mà đấu tranh hết trơn. Tất cả mọi chuyện là được Phật tử lo hết. Nhất là ông ở gần Hòa Thượng Sự Vô Minh, tức là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Người ta lại, người ta cúng dường đủ thức ai, không thiếu món gì hết trơn. Thì Ngài đâu có xài hết, Ngài cũng cho Phật tử, Ngài cũng cho học trò của Ngài. Thì ông thiền sư cũng ở đó, thì cũng lãnh giáo dễ dàng quá. Cái đời sống nó không có một cái sự đấu tranh nào trơn. Chứ một đời đâu có được. Một miếng bánh, một cục kẹo cũng ai cho mình hết trơn, mình phải làm, có tiền để mình mua. Còn đây trong mình sẽ vô đề trong tu, người ta cho hết. Cái gì cũng được Phật tử dân cúng đầy đủ, đâu có giành giật như ngoài đời. Khi còn cư sĩ, tôi phải cẩn thận dè chừng, luôn luôn giữ bình tĩnh để đối đầu với những khó khăn. Đời sống của nhà sư bây giờ thì quá dễ dàng, không phải lo toan chi cả. Tôi không lo toan về sự sống, tất cả người ta lo cho tôi hết rồi. Vì thấy đời sống tu hành sao mà đơn điệu quá. Vậy thì Ngài có ý tưởng hoàn tục không? Tôi bây giờ Ngài nghĩ sao? Bây giờ vô tu là để là tìm hiểu về con người, hiểu thêm về con người. Vô tu để có dịp nói chuyện Phật Pháp, bàn chuyện tu hành, dạy giúp đỡ người khác tu. Nhưng mà bây giờ đi vô tu thấy chán. Vậy thì ông có tính không? Ông có tính ra không? Tôi thấy đời sống xuất gia thoải mái quá, nên cũng không có bệnh đi bỏ y. Mặc dù tôi thấy nó thoải mái vậy đó, nó chán vậy, mà không bỏ y là tôi không bỏ. Vậy thì bây giờ thiền sư làm biến, muốn có cuộc sống dễ dàng phải không? Ông thấy rõ ràng là cái cuộc sống này nó quá dễ dàng này, không có đấu tranh gì hết trơn, mà ông chấp nhận như vậy, ông tiếp tục sống, mà ông cũng bỏ y bỏ đi ra ngoài. Như vậy thì tức là ông là cái người hưởng thụ mà. Bây giờ thiền sư bắt đầu làm biến, muốn có cuộc sống dễ dàng hưởng thụ phải không? Về một khía cạnh nào đó, thiền sư nói đời sống tại gia rất thích thú. Vì đời sống tại gia chúng ta phải đối đầu, đấu tranh hoài vì những chuyện bên ngoài dồn dập tới và không bao giờ ngưng. Một người mà có một cái gia đình đó, thì phải lo cho vợ, lo cho con, phải có nhà, có cửa, phải có công ăn việc làm để bảo đảm cái đời sống kinh tế của gia đình. Rồi con cái nó bệnh hoạn, nó đau yếu nữa, rồi có đủ tiền để lo cho nó. Quý vị đủ trăm ngàn thứ chuyện lo, và cái chuyện phiền não nó cứ ập tới hoài. Bên vợ, bên chồng, bên cha, bên mẹ, bên nội, bên ngoại, đủ thứ chuyện, câu chuyện tới. Ai cũng tới gặp mình hết trơn, ai cũng có khó khăn, mình cũng có khó khăn, họ cũng có khó khăn nữa. Không giúp không được, mà giúp thì giúp không nổi. Thì thiền sư này nói, mọi sự cái phiền não nó cứ dồn dập nó tới hoài, tới hoài, tới hoài, tới hoài, tới không, nó tấn công mình. Tôi có một lần thưa với thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh, vì cái ý mà tôi nghĩ là cái đời sống xuất gia sao mà nó đơn điệu, nó nhàn nhã quá đi. Bởi vì ông thiền sư này ấy, là ông là người buôn bán ngoài chợ. Khi mà ông tu ở ngoài chợ là ông tu rất là dữ, tại vì phiền não rất là nhiều, ông quen cái thói đó rồi. Người ta tới là ông phải duy trì chánh niệm, còn lơ mơ cái là chết. Bởi vì những người tới là khách hàng của ông không à, nó sẽ kiếm chuyện với ông, nó sẽ làm cho cái công chuyện làm ăn của ông nó bị trì trệ, là tại vì sao nó không vui vẻ, không có hoan hỷ với những gì mình làm. Vì vậy luôn luôn cái tâm nó phải đấu tranh, làm thế nào mà mình đừng phiền não này, mà đừng có nói hay làm cái gì để cho những cái người khách của mình nó phiền não. Bị hệ mình nó phiền não thì nó bỏ, mình sống nhờ nó mà. Đó là bên mặt khác, rồi cũng vợ mình, con mình rồi nữa. Ông nói lúc mà chưa thu á, tôi đâu có thấy cái bản ngã. À, lúc mà chưa lập gia đình, xin lỗi, tôi chưa có thấy thế nào là bản ngã. Tôi sống trong gia đình của tôi, một cái nhà rất là lớn, anh em chia nhau ở, vui vẻ lắm. Tới khi mà tôi lấy vợ rồi, ông nói, là bắt đầu là cái tâm của tôi nó nói, cái này là của tôi này, cái giáp này là của tôi này, cái phòng này là của tôi này, khăn này là của vợ tôi này, khăn này là của tôi này. Ông nói, suốt ngày tôi ta, của tôi, của ta, của tôi, của ta, của tôi, của ta, suốt ngày. Ông nói tôi hoảng,
Trời ơi, sao mà bản ngã dữ vậy này? Bây giờ mình lập gia đình mình mới thấy, hóa ra là cái bản ngã nó nằm đây rồi, nhưng mà nó chưa có dịp bộc lộ. Bây giờ mình có được một người là của mình rồi, cái không gian này là của gia đình mình này. Tại vì lấy vợ thì gia đình chia cho ông một cái chỗ để ở, là ông sắp ghế, sắp bàn, ông rào, ông đón, ông cho ai vô hết trơn. Chỗ này chỗ của mình, chỗ này cái này là của vợ mình, giáp đi giáp mình là của mình. Thay vì để ra ngoài như thường lệ, đi về chỗ đi giáp ra ngoài không, bây giờ của mình phải đem vào trong, của mình mà, không phải hoảng quá. Thấy cái tâm mình nó dính mắc quá đủ thứ chuyện, đem tôi ta vào trong này. Vì vậy ông nói rằng, tôi đem cái ý định này tôi nói với Hòa Thượng, tôi muốn trình bày với Hòa Thượng là tôi thấy cái đời sống ở xuất gia sao nó đơn điệu quá, nó nhàn nhã quá, nó không có chuyện đấu tranh, nó không có canh chừng cái tâm của mình. Tâm mình nó ở cái trạng thái kia mà báo động, ý nghĩa cái đời sống quá dễ dàng. Tôi có đem ý này nói với Thầy, Hòa Thượng Sửu Minh Ngài dạy rằng, có lẽ bây giờ Pháp Bảo đã có rất nhiều trong tâm của Sư, cho nên Sư không cần đấu tranh giành giật như thời xưa nữa. Đó là tại sao mà Sư cảm thấy nhàn nhã rỗi rảnh. Từ trước giờ Sư không, Phật Pháp không có trong tâm của Sư. Bây giờ Phật Pháp đã có trong tâm của Sư rồi, thì Sư đâu có cần thấy, cảm thấy cái gì mà khó khăn nữa đâu. Mọi sự nó trở nên nó nhàn nhã đó rồi, nó rất là bình yên. Bây giờ Pháp Bảo rất nhiều trong tâm của con, cho nên con không cần đấu tranh giành giật như hồi xưa nữa. Đó là lý do tại sao mà con thấy nhàn nhã rỗi rảnh. Nhàn nhã rỗi rảnh là bây giờ sao, hồi trước còn phải đấu tranh để mà sống, bởi vì còn thiếu tu thiếu phước. Nhưng bây giờ mình đã tu một thời gian lâu rồi, mình có phước rồi, thì mình cảm nghe nhàn nhã như vậy thôi. Như vậy thưa Thiền Sư, từ lúc xuất gia tới giờ Ngài không bao giờ có ý định bỏ y phải không? Có không? Tôi không có, nhưng mà gia đình tôi á, bởi vì tôi hứa với gia đình tôi là tôi chỉ xuất gia giao duyên mà thôi, tôi phải nói giao duyên là vợ tôi mới cho đi chứ. Nhưng mà trong tâm của tôi á, là tôi đã muốn tu gì nhiều lần lắm rồi. Tôi hiểu rất là rõ, trước này tôi đi là tôi sẽ đi luôn. Nhưng mà tôi cũng nói với gia đình của tôi là tôi chỉ xuất gia giao duyên mà thôi. Thì xuất gia giao duyên thì nhiều lắm là 3 tháng, 1 năm là tôi về trở lại. Gia đình tôi cứ tới chùa khoái hoài, nhất là ba tôi, sao, chừng nào xá đi. Vợ tôi cũng khoái một thứ. Ủa sao 3 tháng mà bây giờ còn sao, 3 tháng nữa là sao? Ông nói tôi cứ đứng giặc hẹn hoài. Gia đình tôi cứ tới chùa khoái, nhất là ba tôi và nhà tôi, 3-4 năm sau ngày tôi xuất gia vẫn còn tới khoái. Tôi đã giao duyên được 3 năm rồi đó, 4 năm rồi đó. Mà bà xã tôi vẫn tới hỏi, sao 4 năm đủ chưa, chừng nào mới về. Ba tôi thì hỏi, mày có về không, mày có tính về chứ, con tính về trong thôi, cái sạp ai lo đây, cái quán hàng ngoài đó có người nào lo được cái nào. Thưa Thiền Sư, chắc có lẽ là gia đình thầy nghĩ rằng là thầy chỉ gieo duyên một thời gian rồi hoàn tục trở lại làm ăn buôn bán như lúc trước, phải vậy không? Không, sau một thời gian nói hoài mà thấy tôi không có về, ba tôi hiểu là tôi không còn muốn trở về gia đình nữa. Ngoài miệng thì tôi nói gieo duyên thôi. Cho tới bây giờ tôi cũng còn nói gieo duyên mà. Vợ tôi hỏi tôi vẫn nói gieo duyên như thường, mặc dù tôi cãi mấy năm rồi. Nhưng mà trong nhà bắt đầu hiểu, hiểu là cái ý định tôi sẽ không bao giờ muốn trở về nữa. Tôi chỉ nói hàng hai là tôi tính tu thêm một thời gian lâu thôi, không nói rõ bao lâu, và cũng không xác nhận là sẽ tu luôn hay là ở trong chùa luôn. Không, tôi giải gì tôi nói vậy. Tôi không nói tu luôn, mà hỏi tôi là tu bao lâu thì tôi chỉ nói hàng hai, muốn thời gian nữa để đó qua thì làm sao vậy đó. Nhưng mà ông nói rất rõ ràng mong tôi là tôi muốn đi luôn, tôi muốn về nữa. Gia đình muốn tôi trở về vì cần có người lo cho cái sạp bán, cái sạp ngoài chợ, cái tiệm vải ngoài chợ. Có lần thiền sư nói anh đầu tôi mất, không ai coi ngó sạp hàng, vì chị kế của tôi bị tâm thần, mấy người khác đang học hành về ngành y, tôi phải bỏ học trông nom việc buôn bán, vì cửa hàng là nguồn kinh tế nuôi sống toàn gia đình. Và vì quải hoài mà không về nữa, cho nên gia đình tôi không có quải nữa. Điều tôi muốn nhắn nhủ tất cả là tu thiền chánh niệm, nhớ phải tu cho liên tục, đừng ngừng, đừng gián đoạn việc thực tập. Tu nửa chừng rồi ngưng, quay chừng bạn sẽ bị trầm cảm như tôi đã bị đấy. Tâm lý thông thường lúc mới tập thì chúng ta rất thích thú, chúng ta rất hăng hái lắm. Tu chết bỏ
tu bỏ ngủ, tu bỏ ăn, tu cho ngộ. Đi 20 ngày thôi cũng mới làm sao mà tới ngày thứ 20 mà cho ngộ cho được. Mà tất cả toàn ngộ độc không à. Hồi xưa đi qua Miến Điện trong năm đầu cũng vậy đó quý vị. Thì nghe một vị thiền sư nói 6 tháng à, đắc cái sơ quả rồi. Sư mua cái đôi dép mà sư cũng lửa số 6 trong đó nữa. Bị 6 tháng mà. Chà, qua cái tháng thứ 6 rồi mà chưa thấy đâu hết trơn là bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Khi tôi đã 18 tháng rồi mà chẳng thấy quả nào hết trơn. Còn quả lắc không à. Vậy là sư trở về lại bên Mỹ. Rồi, người ta về hết thôi mình cũng đi về cho mình ở đây chi nữa. Bắt đầu nó chán à. Quý vị biết cái việc đầu tiên mà sư về trở lại bên Mỹ là sư gặp thầy của sư, là sư vào sư đánh lễ xong rồi sư khóc, sư nói dạ bạch ngài con chưa có quả nào hết trơn. Rồi đó ông tưởng một cái quả giống như quả ngoài trời đi ra hái vậy sao, sao mà qua cái muốn quả liền vậy. Nó con nghe nói 6 tháng rồi nó mà khóc đó quý vị. 6 tháng là có rồi, xong con cả 18 tháng mà chưa có quả nào hết trơn. Chưa tu mà đã tham vậy thì quý vị thấy làm sao mà được đây. Tâm lý thông thường lúc mấy tập thì tu thì rất hăng hái, hắn dữ lắm, tu chết bỏ, không những tu rồi mà còn lôi người khác qua tu nữa. Về nhà kiếp anh, kiếp chị, kiếp em, kiếp cha, kiếp mẹ phải tu. Thời gian để coi, vì thấy những cái người mà hăng hái quá lúc đầu á, cái đó nghĩa mà lên cao là tuột xuống thấp là rất là nhanh. Vì vậy, thằng sư thường nói cái đường đi này á, phải chạy giống như người chạy marathon. Không quá nhanh mà không quá chậm. Khởi đầu đừng có giọt đi cho thật lẹ, muốn về đầu. Tại vì mình làm mất sức, đi tiếp âm 30 mấy cây số lần mà. Trong 10 cây số đầu mình phí sức cái chân thì làm sao mà mình tiếp tục mình đi về cho tới cuối cùng được. Vì vậy mình phải giữ sức. Mình vẫn tiếp tục chạy, đừng có ngừng. Mà nhớ là đừng có quá hăng vào lúc đầu. Tâm lý thông thường lúc mấy tập mấy tu thì hăng hái lắm. Tu chết bỏ, tu bỏ ngủ, tu bỏ ăn, tu cho ngộ. Nhưng về lâu về dài thì làm thế nào đây? Nếu niệm định tuệ không được bồi bổ, làm cho mỗi ngày mỗi sung mãn thêm lên thì chúng ta sẽ chán nản. Và bây giờ cái tâm phiền não nó ra và nó nói thôi bỏ đi, chán quá, bỏ cuộc. Bây giờ ngưng tu tập thiền hay tập lai rai không tích cực như hồi mới đầu, đức sẽ giảm sát, giảm suốt vì trí tuệ không thêm, tinh tấn cũng không giảm nữa. Lúc bây giờ là cái đức tin nó giảm á. Tại vì trí tuệ mà không tăng thêm thì mình thấy không có hăng hái nữa. Không hăng hái nữa thì đức tin nó giảm. Vì đức tin nó giảm do đó mình cảm thấy là chán nản, muốn bỏ cuộc. Đức tin sẽ giảm suốt vì trí tuệ không thêm, tinh tấn bây giờ cũng giảm theo. Thế là phiền não nhảy vô và phá hoại. Hồi trước nó hùng mạnh và một, bây giờ nó vô trở lại thì nó mạnh gấp đôi và gấp ba. Đời sống trong chùa của người xuất gia tương đối ít đấu tranh giành giật như người đời, nên việc tu tập liên tục và nghiêm túc hay không rất khó nhận ra. Ngoài thế gian thì khác, mỗi ngày đều có chuyện khó khăn cần phải giải quyết, và phiền não thì cứ liên tục tới và ập vào trong người mình, không giải quyết là không được. Thưa thiền sư, vì vậy thiền sư cố thấy rằng người tại gia cư sĩ phải cố gắng tu tập cho liên tục và nghiêm túc hơn là tăng ni trong chùa, phải không? Đúng vậy đó. Bởi vì cái đời sống trong chùa nó tương đối, nó ổn định hơn, nó thoải mái hơn, nó bớt giành giật hơn. Vì vậy cái sự khác biệt giữa tu tích cực và không đó, đôi khi mình khó thấy. Còn mà nếu mà mình là người tại gia cư sĩ thì thiền sư này nói rằng người tại gia cư sĩ phải cố gắng tu tập cho liên tục, phải tu tập cho nghiêm túc hơn là tăng ni trong chùa, là bởi vì sao? Bởi vì câu chuyện nó ập tới hoài. Và mình mà không có sức, mà không có trí tuệ là mình sẽ bị phiền não tràn ngập. Khi tôi quyết định tu tập nghiêm túc, sau 2 năm bị trầm cảm, tâm tôi rất chấn động, tâm tôi không an ổn chút nào. Nhưng tôi vẫn tiếp tục gia công hành trì, từ từ chậm rãi, không thúc giục, không hối hả, không muốn tâm yên. Tôi không có định tâm, nhưng bây giờ tôi có chánh kiến. Cánh kiến mình, bởi vì tôi hiểu thế nào là cái sự tu tập. Ông nói, tôi đâu phải như quý vị, tâm nó yên ổn đâu. Tâm tôi không yên ổn, tâm của một người trầm cảm là không thể nào yên ổn, suy nghĩ hoài, suy nghĩ phiền não không. Vậy mà tôi vẫn tu như thường. Như vậy là tôi không có tâm định, tôi không có định tâm. Nhưng mà
tôi vẫn tiếp tục tu là bởi vì tôi có chánh kiến, tôi hiểu cách tu rồi, tôi hiểu rằng nó là những hiện tượng tự nhiên vậy thôi, không sao cả. Nó suy nghĩ là bổn chuyện của nó, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị hoài là vậy đó. Tức là cái này là dạng văn tuệ đó, nhắc hoài cho tới lúc mà hiểu thật sự nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi. Khi tôi quyết định tu tập nghiêm túc, sau 2 năm bị trầm cảm, tâm tôi rất chấn động, tâm không an ổn chút nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục hành trì, vì mà hành trì một cách chậm rãi, không thúc giục, không hối hả. Và có một điều khác là tôi không muốn tâm tôi yên. Quý vị mới mình mới tới là mình muốn tâm yên, những cái than thở và cái chuyện suy nghĩ. Ông thiền sư nói tâm quý vị đâu có ồn bằng tâm của tôi nữa. Tâm tôi là tâm của một người bệnh mà, người trầm cảm mà. Vậy đó. Mà nhờ có cái phần thông tin thầy của tôi vẫn cho tôi hoài mỗi lần tôi tới tu tập là ở trong này chánh kiến có gì vậy, tôi vẫn tiếp tục tu như thường. Vì tôi đã biết cách tập, đó là giữ thái độ chân chánh, xem trạng thái tâm chấn động đang có mặt là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm ghi nhận mà thôi. Tâm tôi không yên, tâm tôi ồn ào, tâm tôi náo loạn, tâm tôi suy nghĩ rất là dữ, mà suy nghĩ tôi chuyển phiền não không ạ. Tôi xem đó là một hiện tượng tự nhiên. Tôi hiểu rằng cái này là mình phải coi nó là như là đối tượng, và tôi chỉ ghi nhận nó mà thôi. Đối tượng thế nào để yên như thế, không muốn nó thay đổi theo ý của mình. Tâm không yên, muốn tâm yên là không được. Tâm không yên, biết tâm không yên. Tâm yên, biết tâm yên. Cái đó là cái nguyên tắc của sự thực tập. Như vậy, theo kinh nghiệm của thiền sư, định tâm không cần thiết, phải không? Lúc mới tập, thiền sư nói lúc mới tập định tâm không quan trọng, biết cách tập, hiểu phải tập như thế nào mới cần, đó là điều quan trọng. Vì vậy, ông nói rằng là, bởi vậy do đó mà tôi cứ nhắc nhở cái cách tu tập. Thật ra quý vị mới vô, quý vị đã lãnh hội đâu. Mất rất nhiều thì giờ quý vị mới hiểu cách tập. Thì khi mà đã hiểu cách tập là cái đó là cái quan trọng. Còn bạn muốn tâm bạn yên hay không yên, cái này là về lâu về dài nó sẽ tới thôi, nó không quan trọng. Thưa thiền sư, ngài mất bao lâu từ lúc thầy quyết định tu tập cho nghiêm túc mà cho tới khi mà thầy chấm dứt được cái cơn trầm cảm, mất thời gian bao lâu vậy? Ông nói 5 năm trời. Mà 5 năm trời mà không phải là 5 năm trời mà tu lai rai à. Nói vậy. Trong 5 năm trời tôi sống lặng lẽ một mình. Đây trong một cái bài pháp khác á. Ông thuyết ông giảng cho thầy hình giáo nói 5 năm trời tôi sống lặng lẽ một mình, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh, không thèm chào hỏi ai cả, khi không thèm chào hỏi ai khi gặp người thân trong gia đình. Nhiều người không hiểu cho tôi là bị tâm thần, cho tôi là điên, nhưng tôi chẳng thèm để ý bởi vì tôi biết rất rõ là tôi không điên. Gần như luôn luôn tôi sống với tâm xả, tâm bình yên vắng lặng, hành vi cử chỉ cũng nhẹ nhàng từ tốn, không làm gì quá thô tháp ồn ào, sử dụng quá nhiều sức, thân tâm thư giãn thoải mái. Thưa thầy, sau 5 năm thì thế nào, tiếp tục sống cô lập hay sao? Vào những năm đầu tiên tu tập, tích cực trí tuệ càng lúc càng nhiều, hiểu biết càng lúc càng sâu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Sau giai đoạn 5 năm, nhờ trí tuệ tăng thêm, cho nên tâm trở nên hài hòa vui vẻ, giao tiếp với bình thường phải không? Trả lời, không tiếp xúc giao tiếp nhiều, chỉ làm việc cần làm. Ví dụ như khi tôi vừa trở thành một vị sư, tôi cần phải cho hành giả trình pháp, tôi sẽ làm công chuyện đó. Nhưng mà nói rằng là cái tâm gì đây à, mà sống mà bây giờ đổi cái tánh. Hồi trước là tôi rất là nghiêm túc bị tu tập, bây giờ tôi đổi trở lại, tôi hài hòa, tôi vui vẻ, tôi là không, tôi không có cái chuyện đó, tôi chỉ làm những cái gì cần làm mà thôi. Ví dụ như ông nói rằng là bây giờ đó, tới giờ trình pháp thì tôi phải mở cửa để cho hành giả vô. Nhưng mà mở cửa đó để rồi mà tiếp khách suốt ngày là tôi không làm, bởi vì không cần thiết. Hết người này tới người kia tới, đôi khi nói năm điều ba chuyện, dân cho một trái mít, trái xoài là cái gì đó không biết, hay vũ hủ gia ua rồi nói chuyện hoài, mất thì giờ quá, không cần thiết. Vì vậy hài hòa vui vẻ không có nghĩa là ai tới làm cái gì là mình cũng ngồi đó mà mình nói chuyện với người ta hết trơn. Không, tôi không làm, tôi làm những gì cần làm mà thôi. Nhưng so với thời kỳ tu tập tích cực 5 năm, tôi tương đối hài hòa và vui vẻ, dễ chịu hơn rồi xưa. Hồi xưa tôi không thèm nói, tôi không thèm chào nữa. Trong gia đình gặp tôi, gặp ai tôi cũng chẳng chào chiếc gì trên. Tại vì sao? Lúc bây giờ tôi chỉ biết ở trong tâm của nội tâm của tôi mà thôi. Cái đời sống bên ngoài nhiều năm rồi, tôi biết rồi. Ăn cái gì, đi chợ ở đâu, làm chuyện gì,
thế nào, sinh hoạt như thế nào trong gia đình tôi biết, buôn bán làm ăn như thế nào tôi cũng đã biết rồi. Rồi mấy chục năm qua rồi mà. Chuyện chuyện thế gian mà cũng giống như ví dụ như quý vị ở đây một thời gian lâu thì sinh hoạt của chùa chiền thì quý vị biết rồi. Có bữa thì người ta cho mình ăn, có bữa thì mình phải nấu, rồi có nấu thì mình ra chợ chỗ nào mình biết rồi, mấy giờ chợ mở, mấy giờ chợ đóng. Không nên, khỏi cần gì có hỏi nữa, vì đã làm quen, làm theo quán tính. Cái mà tôi không biết là cái tâm của tôi. Ở trong này nó sinh hoạt thế nào tôi không biết. Và bây giờ khi mà nó, tôi thấy được cái sự sinh hoạt của nó, tôi thấy lạ lùng quá. Tôi hiểu nhiều chuyện từ trước giờ tôi chưa hiểu. Vì đó cái đó là trí tuệ mà. Đó tôi rất là thích thú. Vậy gần như là tôi bỏ bê cái đời sống bên ngoài. Mà ông nói ngộ lắm nghe. Khi mà mình biết cái tâm mình rõ rồi và mình thích thú ở trong này, mình bỏ bê bên ngoài, bên ngoài họ trở lại với mình. Còn mà mình chạy ra bên ngoài, mình chạy theo cái thế gian, mình vồn vã cái thế gian thì lúc đầu họ vui lúc đầu thôi. Một thời gian họ bỏ, là bởi vì họ thấy mình cũng bình thường, chẳng có cái gì đặc biệt hết trơn. Còn tôi á, là tôi thích ở trong này. Ví dụ ông nói là tôi buôn bán chẳng hạn, hồi trước mà khách là tới là tôi mất thì giờ, tôi phải thăm mấy lo mà tôi nứt trà, nứt cái này cái kia. Bây giờ nó bước vô, cái việc đức tương tôi làm là tôi dọn tâm tôi, tâm tôi suy nghĩ về người này, tâm tôi có thành kiến gì với người này, tâm của tôi vui vẻ có chấn động không, như thế nào vậy. Và khi mà họ vô tới nơi rồi đó, lúc hồi trước họ hỏi tôi về hàng hóa tôi đâu có biết cái gì, tại vì cái tâm tôi nó mê mờ mà, cái xì cai ma túy hoài thì sao mà sáng suốt được. Còn bây giờ phải đâu tôi biết đâu, tôi biết rất là rõ là cái gì, và tôi cũng biết người đó họ muốn cái gì nữa, bởi vì tôi nhìn cái cặp mắt của họ tôi biết. Họ vô đó họ nhìn cái gì tôi biết, họ muốn cái món này nè, họ hỏi lung tung lang tang dưới này á, nhưng mà rút cùng thế nào họ cũng phải trở lại đến kia đâu, tại vì ông nói cái con mắt mình bây giờ nó rất là tinh tế, và mình chỉ làm những gì cần làm thôi, chứ mình không quá cần cái chuyện mua bán dễ sợ vậy. Bán được bán thành vấn đề, giữ cái tâm mình cho yên ổn cái đã. Khi mình giữ tâm mình yên ổn là tự nhiên mọi chuyện bên ngoài nó tự nhiên nó xếp theo thuận của mình. Mà sư thấy sư không hoàn toàn là gọi là kêu bằng là được nhiều như thiền sư, nhưng mà sư thấy cũng vậy. Trong cái cuộc sống của mình, khi có những cái câu chuyện mà khó khăn nó tới, mình giữ tâm mình yên ổn đi, để phước đức cho sự tu hành của mình, do cái sự mà hành trì của mình, hay là do cái sự khôn ngoan của mình, mọi sự nó sẽ yên ổn. Mà câu chuyện thế gian này vậy, không yên ngã này thì cũng yên ngã khác thôi. Mấy chục năm rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, nó phải theo một cái chiều như vậy thôi mà nó xảy ra. Đó anh quý vị nào mà ở lâu ở tại Thiền Viện Sơn có nghĩ rằng là Thiền Viện Sơn bây giờ được như vậy đâu. 10 năm về trước mình đâu có nghĩ như vậy, có vậy không? Giờ Thiền Viện Sơn thay đổi từng năm một. Mỗi lần xuống mỗi về thì thấy thay đổi. Hồi đó chưa về là chưa thấy à, xe mà ba gác mà chở đồ xây cất là vô ra. Cửa ngõ mở, bây giờ đâu có một cửa một à, thấy không? Bây giờ mình đi ra mình không phải cần giấy nữa, lỡ mơ người ta cho mình vô à. Thì đủ biết mọi sự nó thay đổi. Và nếu như là mình là người tu tập á, mình mà cái thay đổi cái thế gian mình vấn đề, giữ tâm mình chưa yên ổn. Cái tâm giữ yên ổn, mọi sự nó sẽ yên ổn. Chắc chắn như vậy. Tâm bình thế giới bình mà. Tôi nghĩ hành giả trước hết phải tu tập để hiểu mình, sau đó mới giúp người. Hiểu mình rõ sẽ biết cách giúp người khác, giúp với thái độ chân chánh và giúp đỡ càng lúc càng có hiệu năng. Lúc đầu phải liên tục thiền tập nên tôi không giúp được gì cho những người xung quanh. Nhưng khi sự thực tập đã trở nên tròn đủ, tâm lực bây giờ mạnh hơn, bây giờ mới nghĩ tới những người khác, nhất là những người trong gia đình, bạn bè, thân bằng tương thuộc của tôi. Bài pháp này cũng còn dài lắm, nhưng mà giờ thì chắc đã hết rồi. Vì vậy sư chỉ nói lại, thiền sư chỉ nhắn nhủ mình nhớ tu tập. Sau khóa thiền rồi về đã có một chút sự hiểu biết, một chút trí tuệ, phải tiếp tục nữa. Còn không mà nếu mình không tu tập nữa thì bao nhiêu cái công phu mà mình tu tập ở trong thời gian ở trong này mất hết. Và phiền não bây giờ nó rất là mạnh, rất là hùng mạnh. Nhất là quý vị là người tại gia cư sĩ nữa, quý vị có một cái đời sống gia đình, quý vị có công ăn việc làm, quý vị lo toan rất là nhiều chuyện. Quý vị không tu là quý vị sẽ khổ lắm. Quý vị đừng có nhìn các tăng và các ni trong chùa, các vị trong này nó có cái đời sống nó dễ dàng hơn. Chỉ cần lên ngồi bát là nó cho mình vài trăm ngàn, một triệu rồi, phải ra không? Quý vị đâu có làm được vậy không?
Thì quý vị là người tại gia cư sĩ, quý vị về, quý vị nhớ phải ráng tu tập. Cái gì mà quý vị biết rồi, quý vị ráng tu, có cơ hội nào phải trở lại, mà có khóa tu nào thì mình ráng. Cái đó là cái phần mà mình phải làm thôi. Còn là quý vị nhớ này, quý vị bước ra đó, đi ra khỏi chùa rồi ấy, thì các sư cũng không biết quý vị là ai nữa. Khi Phật tử kêu sư hỏi, dạ thưa sư con đây, sư cũng biết con nào nữa, nhiều con quá. Ngay cả nói tên nữa, sư cũng không nhớ nữa quý vị. Thì làm sao mà sư nhớ quý vị tu tập như thế nào? Vì vậy những cái gì mà quý vị nghe trong cái phần thông tin mà sư nhắn nhủ quý vị làm. Bởi vì sư trực tiếp với quý vị này. Quý vị cố gắng tu tập. Cái gì đây, ai bỏ mình bỏ chứ cái sự tu tập sẽ không bỏ mình đâu. Thì cố gắng tiếp tục tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thai tu.